Nhiều ngày nay showbiz việc căng thẳng hơn bao giờ hết vì loạt sao VBiz bị tố, cũng như khẩu chiến với đồng nghiệp căng đét. Đang yên đang lành, Quang Lê và Phương Mỹ Chi cũng liên tục bị gọi vào cuộc để so sánh trong drama của mẹ nuôi Phi Nhung, con nuôi Hồ Văn Cường. Giữa lúc nhất cử nhất động của những người trong cuộc đang gây chú ý, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ đăng tải vlog đến thăm nhà Quang Lê và phát hiện ra sự thật gây sốc. Trong lúc tự khai bí mật với đàn em, Quang Lê nhấn mạnh những cái này tôi gọi là bí mật showbiz, ít người biết lắm, giờ tôi mới khui ra bí mật showbiz cho mọi người thấy đấy. Tưởng làng giải trí việc sắp sóng gió đến nơi nữa rồi, nhưng hóa ra bí mật, dở khóc dở cười, mà quan lê, vạch trần, khiến dân tình ngã ngửa. Clip, bí mật showbiz chấn động mà Quang lê phanh phui là gì đây? Nghe qua dân tình chắc, xỉu út xỉu đau. Hóa ra, Quan Lê đã đích thân tự khai với Hà Thanh Xuân rằng nam ca sĩ thường đi giày độn để hát chiều cao và nhiều sao nam trong showbiz cũng dùng chiêu tương tự. Anh mua đôi giày này về phải đem ra tiệm để họ làm miếng lót cao bên trong để lên sân khấu nhìn trông được được một chút. Người ta còn đi lót độn giày gấp đôi anh chứ anh đã là gì? Anh tiết lộ luôn cho khán giả biết, đang nguyên lên sân khấu còn đi cái gót giày gấp đôi, gấp ba gót giày này, độn cao vút lên, anh Nguyễn Hưng cũng thế, còn chú Thái Châu thì giống tôi quan lê hài hước tự, bắt bài và tiện tố luôn đồng nghiệp. Bí mật showbiz mà quan lê nói chính là các sao nam thường sẽ đi giày độn để hát chiều cao. Nghe quan lê khui ra bí mật sao nam đi giày độn, dân tình phải gọi tên chấn thành ngay và luôn vì nam MC thường xuyên bị so dùng chiêu này để hát chiều cao. Không chỉ chấn thành mà đức phúc. Vũ Khắc Tiệp và thậm chí là Sơn Tùng MTP nghe đàn anh khai bí mật showbiz này chắc cũng nhột lắm đây. Chấn thành là sao việc thường xuyên bị Nét soi đi dày độn để ăn gian, chiều cao. Ông Cao Thắng cũng từng bị soi đi dày độn trong đám cưới thế kỷ với Đông Nhi. Đức Phúc và Sơn Tùng cũng nhập hội sao Nam đi dày độn.